Lần này thì mình đã được làm quen con tàu nhện ma. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm những người chơi trong này mình tiêu diệt họ. Đâu rồi? À, mình thấy những cái bóng nhỏ nhỏ đằng xa đang chạy đi. À, trốn đây nè. À, có một thanh niên đang trốn trong gốc cây nè. Bây giờ mình sẽ trang bị những cái dụng cụ đây. Đây là cái bẫy để mình đặt bẫy. Để xem mình có đặt được không. Đâu rồi? Đâu, đặt thử xem. Không thấy bẫy ta. Chắc có lẽ là mình phải mua thì phải. Phải mua thì chúng ta mới có bẫy đặt hay sao ấy. Thôi không xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt những người thôi. À, tên này đang ngáo chạy đây. Chạy này, chạy này. Chạy đâu? Sắp chết tới nơi rồi. Trời quá trời luôn kìa. Quá trời người luôn. À, lần này mình sẽ cắn đã luôn đây. Được, đang cho trong phòng chúng ta đang có 5 5 người chơi. Đó, những cái người nào đang còn sống thì nó sẽ hiện lên trên màn hình này. À, nó bắn mình đau đấy. Đang có rất nhiều người đang trên cầm súng trên kia, mình khó có thể mà tiêu diệt được. À, đây này, chạy đâu? Chà, nó chui vô trong này khó quá vậy. Mình bị kẹt trong này rồi. Chết một tên nè. Vô cắn luôn. Xem có tên nào, hai tên chết luôn. À, tên kia chạy lên kia. Nó không đi đi qua được rồi, mình bị kẹt rồi. À, kẹt mất rồi. Tiếc ghê vậy đó. Đâu rồi, để xem. Ui, mình bị rơi xuống rồi. Đây rồi, chạy đâu, chạy đâu. Này thì chạy này. Cha cũng còn chạy nhanh đấy. Này chết, hay lắm. Một tên nữa đã ra đi. Còn tên kia nữa, chạy hết rồi. Vẫn còn hai người nữa. Hai người kia chạy nhanh đấy. Hãy để đấy. Này thì chạy đi đâu? Không còn cơ hội để trốn thoát đâu. Chạy đi đâu? Chạy à? À, núp hả? Bò này, đã thấy rồi còn bò. Bò đâu? Chết luôn. Cắn. Cắn đi, cắn. Rồi, chết luôn. Hay lắm. Trốn đi đâu? Còn một người cuối cùng. À, đâu rồi? Người cuối cùng đâu rồi? Mình đã để những người đó trốn mất tiêu rồi. Bây giờ mình phải đi tìm mấy người đó thôi. Lại chiếc xe này xem, lại xe. À, đây rồi. Trốn trong này tính lấy súng bắn nè. Lại thêm một người vô phòng nữa đây. À, chạy lẹ đấy. Trốn rồi, trốn. Đâu rồi? À, đứng ở đó hả? Chết luôn. Chạy tới đó mà còn đứng lại nữa ha. À, còn cái người này nữa. Đang kiếm súng để bắn này. Chạy đâu? Này thì chạy này. Chạy. Ô, chạy mất rồi. Cha, chạy nhanh đấy. À, bật tốc độ lên nè. Mình cũng có một cái tốc độ nhưng mà mình chưa bật. Để đúng một cái thời điểm nào nó tới gần mình sẽ bật, mình cắn cho nó nhanh. Này thì chạy, chạy đi. Ừ, chạy. Làm sao mà chạy được? Chạy tới bao giờ? À, chạy này. Chạy tới đâu đuổi theo tới đó nha. Làm sao mà thoát được? Chết. Chết luôn, chết luôn. Ui, chết, chết luôn. Hay lắm. Rồi xong. Như vậy là mình đã thắng trong cái ván này rồi. Mình đã là người chiến thắng. Không có một người nào mà thoát khỏi tay của mình. Trong video này mình đã trở thành con tàu nhện ma để tiêu diệt những người sống sót. Và mình đã chiến thắng. Không có ai thoát khỏi cái bàn tay của mình. Rất mong các bạn xem video hãy giúp mình một nút đăng ký và like video để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.